Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 2 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Lũ cuốn tại trời mưa, Trịnh Đình Dũng đổ lỗi cho trời. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bị dư luận chỉ trích nặng nề với những phát ngôn theo kiểu đổ tại trời mưa. Ông Dũng còn cho rằng các báo không khách quan khi đổ lỗi cho chính quyền. Phó Thủ tướng Việt Nam, ông Trịnh Đình Dũng vào hôm 30 tháng 10 năm 2020 than phiền về việc báo chí đưa tin không khách quan về lũ lụt lịch sử ở miền Trung trong phiên họp thường kỳ tháng 10 của chính phủ. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn cán bộ thị sát hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh. Lũ cao thì do mưa lớn kéo dài, nắng lắm, mưa nhiều, đó là quy luật của trời đất, rồi lũ lịch sử, tất cả đều có tần suất. Thế mà một số báo đưa thông tin không khách quan, như có bài báo viết các thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả lũ, nhà dân ngập nước. Báo Mạng Pháp Luật Online trích lời, ông Dũng cho biết như vậy. Ông Dũng biện minh cho hay, mưa thì nước lên, không có thủy điện thì nước càng lên mạnh. Thủy điện cũng phải xả nước tràn để đảm bảo độ an toàn. Còn đối với vấn đề sạt lở đất, đó là do mưa lâu ngày, đất chứa nhiều nước hay còn gọi là no nước, làm cho tính kết dính rất kém. Khi có thêm tác động sẽ gây sạt lở rất mạnh. Đơn cử như ở Quảng Nam, khi bão vào tác động mưa cục bộ thì sạt lở đất rất mạnh. Khu vực đó rừng nhiều lắm chứ không phải là không có rừng. Các đồng chí xem ảnh kia, ông Dũng nói như vậy. Ông Dũng cũng còn cho rằng diện tích phủ rừng ở Việt Nam hiện nay là 40%, so với năm 1998 là 25%. Do đó, một số mạng xã hội hay trên báo chí đổ lỗi cho việc chặt phá rừng dẫn đến sạt lở đất, đổ lỗi cho thủy điện làm sạt lở đất là không khách quan. Thủy điện Rào Trăng Ba sạt lở đất không phải ở phía thủy điện đó đang được xây dựng chứ không phải là thủy điện làm rồi. Còn rất nhiều khu vực khác sạt lở đất không có thủy điện. Ông Dũng giải thích như vậy. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ xây dựng chương trình đầu tư các công trình trung hạn xây dựng nhà chống lũ ở miền Trung. Ông cũng đề nghị các nhà khoa học, bộ ngành lên tiếng để tránh trường hợp chính phủ làm tốt nhưng bị chỉ trích là không làm gì cả. Mưa bão là kẻ thù đối mặt, còn sạt lở đất là kẻ thù không biết xuất hiện lúc nào, do đó ứng phó vô cùng khó khăn. Ông Trịnh Đình Dũng đã nói thêm như vậy. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu sạt lở đất là kẻ thù giấu mặt trong buổi họp chính phủ. Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Dương từ Thủ Thiêm không chấp nhận cách giải thích của ông Phó Thủ tướng này và cô đã có bài viết với tựa đề Phó Thủ tướng Chính phủ hãy giữ tự trọng với nội dung như sau. Với tư cách là một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi yêu cầu ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ hãy giữ tự trọng cho bản thân ông cũng như danh dự cho nhân dân cả nước. Bởi lẽ, một Phó Thủ tướng nói dối hay ngu dốt là sự sỉ nhục đối với quốc thể. Ông Dũng nói như sau, sạt lở là kẻ thù giấu mặt. Chỉ với một câu nói này, tôi đề nghị Quốc hội và Chính phủ cắt ngay chức vụ của ông Trịnh Đình Dũng. Phải nói chính xác là sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng là thứ có thể thấy được, phòng tránh được. Ở đây, tôi không nói tới rừng, tôi nói về nguyên tắc quản lý nhà nước, nguyên tắc phòng chống thiên tai. Sau 45 năm đất nước thống nhất, sau khi có sự giúp đỡ của người Mỹ về phòng chống thiên tai, cho đến tận ngày hôm nay, Việt Nam vẫn chưa vẽ xong bản đồ sạt lở. Chuyện thật như đùa. Hàng trăm ngàn tỷ đã bỏ ra cho công tác phòng chống thiên tai. Vậy mà cho đến bây giờ, chỉ có 10-18 tỉnh có bản đồ sạt lở nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Tức là nửa mùa không dùng được. Bất kỳ ai học xây dựng, học về đất, về quy hoạch đều biết một chuyện đơn giản là nếu không có bản đồ phòng chống thiên tai, dự báo thiên tai, thì quy hoạch các công trình chống thiên tai chỉ là manh mún, chắp vá mà thôi. Bao nhiêu năm nay, cái cơ bản là xây dựng cái bản đồ, hệ thống bản đồ cảnh báo, tại sao không làm cái gốc mà cứ đè công trình ra sửa, sửa cái gì? Cô nói như vậy. Cô nói tiếp, có hai khả năng cho lời phát biểu như trên, một là dốt, hai là nói dối. Ông Dũng từng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông dốt hay ông nói dối như vậy? Hay ông xem thường dân, coi dân như bò, nói gì nghe đấy, không biết đúng sai? Đây là hình ảnh, thực ra là vẫn có bản đồ cảnh báo sạt lở đất và các nhà khoa học đều kêu rằng họ đã nói mà chẳng ai thèm nghe. Báo Lao Động đưa tin hôm 30 tháng 10. Ông là một trong những lãnh đạo chủ chốt của quốc gia, ông phải giữ tự trọng cho bản thân và cho nhân dân. Và tôi thật sự thất vọng và cảm thấy nhục nhã khi đất nước có một phó thủ tướng như ông, đó là ông Dũng. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm,
trong những kỳ họp Quốc hội cuối cùng nhiệm kỳ đã dám nói thật sự việc bị hạn chế nội dung phát biểu. Bà ấy là phụ nữ, dù rằng xã hội luôn đòi hỏi nam nữ bình quyền, nhưng rõ ràng từ thể chất lúc sinh ra, phụ nữ luôn bị hạn chế nhiều mặt hơn nam giới. Ông là đàn ông có thấy hổ thẹn không khi thua một người phụ nữ như vậy? Ông không giữ danh dự của một nguyên thủ, thì ít nhất ông phải giữ tự trọng của một nam chăn nhi. Và tại sao tới tận cùng ông không thể nói thật, ông không thể xin lỗi đồng bào? Đây là một sự vô trách nhiệm của chúng tôi xin chịu trách nhiệm, xin đồng bào hãy tha thứ, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Có thể ông sẽ bị chỉ trích, tuy nhiên nó sẽ mở ra một sự thay đổi tích cực. Còn bây giờ, muộn rồi, đổ nát rồi, ông Dũng ạ, dối trá đến tận cùng hay ngu dốt đến tăm tối. Ông không xứng đáng là một quan chức và không xứng đáng cho bất kỳ một giọt nước, một cái ghế, một đôi giày mà đất nước này đang cưu mang cho ông. Và bản đồ 18 tỉnh có cảnh báo sạt lở, nói giấu mặt là giấu mặt ở chỗ nào. Rõ ràng chuyện sạt lở có thể khống chế được, nhưng lại không làm đến nơi đến chốn. Cô Nguyễn Thị Dương đã nêu quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh bài báo vào năm 2004 đăng hình ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ấy có đang làm Chủ tịch tỉnh Quảng Nam với phát biểu rằng Chủ tịch tỉnh từ chức nếu rừng đầu nguồn bị phá. Đến nay thì rừng bị phá quá nhiều và sạt lở đất nghiêm trọng gây chết người đã xảy ra khi ông Phúc lên chức Thủ tướng. Về sự cố sạt lở tang thương ở xã Trà Leng, từ năm ngoái đã có bài báo cảnh báo về việc hạ sát rừng cổ thụ Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam như một sự chỉ mặt đặt tên rõ ràng, nhưng quan chức Việt Nam vẫn lờ đi như chưa từng nghe thấy. Vậy mà nay còn bao biện không thể trách người dân phẫn nộ. Và bài báo đăng trên báo Phụ Nữ đăng ngày 25 tháng 4 năm 2019 có tựa đề Hạ sát tan nát rừng cổ thụ ở Trà Leng, Quảng Nam, nội dung như sau. Theo nguồn tin báo của người dân địa phương vào ngày 24 tháng 4 năm 2019, phóng viên đã trực tiếp tìm đến nơi để chứng kiến cảnh rừng tự nhiên bị tàn phá. Hai bên đường là những cọc gỗ được đóng cố định để tránh gỗ bị trượt xuống vực sâu khi tiến hành di chuyển. Hàng chục cây cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ để xẻ thành từng phách đưa về nơi tập kết. Dấu vết mới cũ có xung quanh một khoảng rừng rộng lớn. Tuy nhiên, lực lượng kiểm lâm cho biết không nắm được tình hình. Dọc hai bên đường, những gốc cây lớn có tuổi hàng chục cho đến hàng trăm năm đã bị hạ sát với những dấu vết cũ và mới. Mất chừng 2 tiếng đồng hồ ngược núi, chúng tôi mới tìm đến được nơi lâm tặc đang tiến hành khai thác gỗ. Nơi đây như một công xưởng lớn giữa rừng với ngổn ngang những phách gỗ lớn được xẻ chờ ngày chuyển đi. Quanh đó hàng chục gốc cây cổ thụ lớn có gốc 5-6 người ôm không xuể đã bị đốn hạ, tiếng cưa vang cả một rừng. Thoáng thấy bóng người, tiếng cưa chợt im bặt, những người này nhanh chóng lẩn vào rừng. Theo nguồn dây địa phương, tình trạng khai thác gỗ diễn ra từ một khoảng thời gian rất dài. Đây là hình ảnh rừng cổ thụ đã bị đốn hạ với xưởng cưa thi công đêm ngày ở Trà Leng đã cảnh báo từ hơn một năm trước, ảnh cho phóng viên báo Phụ Nữ chụp ngay tại hiện trường. Ban ngày thì tiếng cưa xẻ, đến đêm thì dùng trâu kéo gỗ ra ngoài nơi tập kết. Khi thì ven đường quốc lộ vào trung tâm xã Trà Leng, lúc thì tập kết về phía dưới lòng sông rồi dùng ghe để di chuyển. Theo người dân, địa phương này thuộc thôn 3 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Bài báo hiện vẫn còn nguyên trên mạng với hình ảnh chụp rất nhiều, rõ ràng và cụ thể. Một sự kiện khác chấn động hơn là việc xẻ núi chín khúc để làm du lịch tâm linh và xây biệt thự trên núi để bán. Tất cả đều hợp pháp đàng hoàng với sự đồng ý của chính quyền tỉnh Khánh Hòa. Du lịch tâm linh là thứ các địa phương vin vào đó để bật đèn cho đại gia bất động sản chiếm đoạt thiên nhiên. Họ đã ôm Phật để bán vé, là thứ nhiều địa phương dựng lên để làm đẹp, một vẻ đẹp phù phiếm. Du lịch tâm linh như Tam Trúc, Chùa Toàn, những cây gỗ to tính theo người ôm, cột kèo toàn gỗ quý chắc nịch. Đại gia Xuân Trường thỉnh cả tượng vợ vào trong ấy để thờ. Dân đi chùa vẫn bái lạy hết sức bình thường. Thật đau khổ cho một dân tộc không có đức tin, nhưng sẽ bi thương hơn cho một dân tộc mù quáng. Nhà báo Nguyễn Tường đã bình luận như vậy. Và hình ảnh hố chôn tập thể giữa thầy Bình ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam sau vụ sạt lở đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đây hình ảnh một cô gái ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My khóc đau đớn vì mất người thân và hố chôn người tập thể giữa thời bình gây ám ảnh. Bài viết Quan tài tập thể là để cho dân của nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã cung cấp thêm nhiều thông tin về vụ tàn phá núi rừng công khai này. Núi chín khúc có chiều cao khoảng 500 mét so với mực nước biển.
từ đỉnh núi có tầm nhìn trọn vẹn đường biển và vịnh Nha Trang. Từ chân núi cũng có thể dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố qua đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường Phong Châu. Với vị trí thuận lợi này, công ty sản xuất và xây dựng Khánh Hòa đã xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp đất để làm dự án khu biệt thự sinh thái rộng khoảng 200 hectare. Sau đó, công ty Khánh Hòa xin thêm gần 380 hectare đất nữa để làm một dự án tâm linh trên đỉnh núi Chín Khúc, qua đó nâng tổng số diện tích dự án lên 513 hectare. Sau khi được chấp thuận về chủ trương, doanh nghiệp này tiến hành đào đắp, xẻ núi làm đường, khiến núi Chín Khúc bị cạo chọc, nham nhở trên đỉnh, phục vụ dự án Cửu Long Sơn Tự, gồm quần thể chùa, gian hàng trưng bày, vật phẩm, vân vân. Theo tờ báo Sinh của Việt Nam, đây được coi là một trong những dự án tâm linh lớn nhất Việt Nam, chỉ kém hơn một chút quần thể chùa Bái Đính ở Ninh Bình rộng tới 700 hectare. Công ty Khánh Hòa cho biết sẽ cho dựng một tượng Phật cao 153m trên đỉnh núi Chín Khúc. Hiện tại, phần đỉnh núi này đã được san phẳng gần như toàn bộ, gần như không còn thấy cây cối mọc như trước kia. Công ty thừa nhận dự án Cửu Long Sơn Tự trên đỉnh núi Chín Khúc chưa có đánh giá tác động môi trường. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp phép từ hơn 10 năm trước. Từng nổ mìn phá đá, hiện nay dự án vẫn ngổn ngang với các hạng mục thi công, các công trình, tòa nhà, hồ bơi trên vách núi, phía dưới là đường giao thông, các khu dân cư hiện hữu. Nhưng tới nay, cả chính quyền vẫn để mặc các điện đài, biệt phủ, tráng lệ, đắt tiền, chễm chệ trên đỉnh núi. Họ không thấy đổ lệ có phải vì quan tài tập thể để cho dân hay không. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã nêu quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020 với bản tin Lũ cuốn tại trời mưa, Trịnh Đình Dũng đổ lỗi cho thiên nhiên. Và các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.